Là cách chia là chuyên nghiệp. Hi, thưa xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Việt Nam. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của The nha. Đây nè. Bữa nay chị ba em chiên bánh tay yến nè ông bà cô chú, thấy đẹp ghê không? Đó. Chị ba em khéo lắm rồi ha. Đó, đang chiên nè. Đang đây xung quanh kia được. Bột bánh bò là nó vậy đẹp lắm không? Bột bánh bò không chứ không phải bao pha bột gì nữa hả? À, nửa ký bột gạo bánh bò, 100 gram bột nếp với 350 gram đường xong với 500 ml nước, nửa lít nước. Coi vậy đẹp quá ha. Này vậy quá. Này ấy chiên liền á chứ mà để hồi là nó dậy như bột bánh bò luôn. Vậy đó. Dậy lắm vậy tội. Vậy là xong rồi đó hả? Đâu cái mới ra coi. Qua đàn đổi. Ngon quá. Bánh này ngọt ha. Đổ cái sao mình dính dính là ngọt thiệt. Đó, đẹp không bà cô chú ơi. Hình lên. Bánh tiến miền Tây. Đổ hơi rung cái bánh hơi méo nè sao. Thấy theo quay rung. Sợ. Cái chảo này ở dưới mẹ cái em làm bể rồi mẹ la quá trời. Chảo ba mấy năm của ta rồi đó. Chảo từ tỏ riêng tới giờ đó là gần 35 năm gì kìa. Bây giờ cái chảo huyền thoại nè thấy không? Gãy qua mà không bỏ đó, chiên bánh tiến đẹp mà cố luôn. Bây giờ kiếm cái chảo cái gì chiên bánh tiến khó. Chảo mới chiên đâu bằng đó. Nhìn nó cũ kỹ gì đó. Đi theo nghề đó. À, để lật lên cái. Lửa nhiều cũng không được nữa. Măng dạ làm rồi em thức đi măng dạ. Bà bay si chiêu đó. Nó nhồi hơi lâu nè, phải vậy nè. Nhồi có nửa tiếng nè. Nhồi bột khô là có 20 phút à, mà nhồi qua đường cái nữa là 10 phút nữa. Cái này đẹp dữ nè, mà chưa vàng không? Để sát chứ nó nhìn nó mới đẹp. Miền Tây Cần Thơ. Ai về đây đãi bánh tiến cho ăn. Bà cô chú ơi. Mời cô chú anh chị ăn bánh tay yến với gia đình em nha. Chị ba em chiên. Này ăn đi anh Năm. Mời cô chú ăn bánh với gia đình chị ba ăn nha. Cái rồi. Chiên khéo không đó, đẹp không đó, người ta nói đẹp không đó, ai biết ngon không, ăn thử coi coi làm sao. Ngon. Bây giờ ăn này, bây giờ ơi. Quá ngon luôn. Em ghẻ khen dữ rồi chị ơi. Em ghẻ khen dữ rồi. Vì ba em đi cúng cho bàn thờ đó. Vậy đó. Ở quê em là chị em là vậy đó. Nấu gì ăn phải cúng trước rồi mới ăn sau. Sàn chi nè. Chưa là ăn lần nào đâu. Bà ổng về mẹ chưa có thời gian chiên, mẹ làm không à. Chồng em chuyên nghiệp lắm, uống nước trước ăn sau nữa đó. Chị ba, anh Kha sẵn mấy giờ chị ba chiên ngon không? Lần đầu tiên ăn đó coi cảm giác như thế nào nha. Sao ngon không? Trời ơi kẹp cái bánh lại nhỏ xíu cắn nạm một kìa cha ơi. Ngon quá anh Năm ăn nữa rồi. Nắm giờ hai cái rồi đó. Anh Năm ốm yếu ít ăn lắm mà giờ anh Năm ăn là dữ lắm rồi đó. Ăn bánh tai yến. Ngon quá. Ăn đi. Chào mang nó giờ hai cái đó nghe cô chú nó ăn gì đó. Ăn dữ lắm. Chắc chi là nhiệt tình luôn. Mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình em nha. Cái này là giò hầm củ cải muối. Đó, có nhiều món rồi cô chú ơi. Phà bấu. Đi sàn, mong mà cô chú ăn cơm. Ăn cơm đi thêm miếng đi anh Hải. Anh ba em nãy đi về với bụng quá, quất tô rồi. Ăn cơm chiều. Ăn hết nổi rồi. Mà cái nhà cơm.
không ơi? Gì đó? Lấy muỗng. Ú không ăn đâu, đừng lấy chút. Ú không ăn, cha con cũng không ăn nữa. Không ăn. Ừ thử rồi, nãy vậy ăn hết miếng. Ừ thử rồi. Ôi trời, sáng giờ có ăn gì đâu, đói chết, ăn có miếng bún đó. Xong mà nãy về ăn miếng cơm đó thôi, cuộc đời này đủ rồi, ăn chi nhiều nữa. Đi hả nồi. Ăn lẹ đi, con khóc con la tới vậy nè. Có anh bo đó. Hai gì nè, hai vợ chồng gì năm lên chuyến này ăn quá chứ ăn là thức ơi. Ăn hết rồi ăn mình luôn thức. Nó là Việt Nam dặn vậy nè, nó là Việt Nam dặn vậy nè. Ai dặn là gán chịu, ai dặn dặn họng luôn. Năm về xe của Hữu vừa làm bánh xèo nghe không? Nó hồi chưa ăn, có ăn thịt nhóc chưa rồi, sao mà nó không có ăn cha? Sao nó hồi chưa ăn thịt nhóc chưa rồi? Nó hồi chưa ăn thịt nhóc chưa rồi? Không. Thôi em đi em ăn mấy cái ngon ngon chứ ai đâu mà ăn ba cái dở dở này. Nhường cho Năm ăn đó. Để Năm đem ra cái Năm thấy nồi cơm, bới nồi cơm Năm đấy. Nó nồi cơm chút ép đủ hai chồng tôi ăn. Ý nói gì đó mà không có nói ra. Ừ, nó hả? Hỏi trơn đây bàn quan thiên hạ đây nè. Nè nấu được không chút xíu, cái thứ tôi với Kim Dung ăn chén thôi, hồi tôi với Dung đi ăn đồ ăn ngon rồi, chị mới chịu nín đó. Dung ăn phải chán hả? Có đâu, hồi có gì ngon vậy? À hủ tiếu gõ, thèm hủ tiếu gõ, ăn hủ tiếu gõ. Đúng rồi, hải sản rồi đi, mua ghẹ rồi đi chơi. Tưởng đâu đi anh Năm dẫn em, anh Năm bao rồi, anh Năm không bao gì trơn á. Trời ơi, anh Năm tiền nhóc cho anh Năm không bao em gì trơn mà. Bây giờ anh chỉ tiện thôi, rồi hồi tao mình chi hồi xi rồi cũng. Ơi. Không ăn thiệt, lúc nãy mới về ăn nãy nè. Ăn là gần 3 giờ chiều nè. Nãy bánh rồi ăn à, hết cái mà gà ăn hết, mà gà ăn cái ghìa không à. Cái chân giữa nó không ăn. Bây giờ thì tụi em chở tụi nhỏ đi chơi á ông bà cô chú. Đi bây giờ. Đậu. Hai đứa con cháu em với em Măng Dạ. Nó vô nó mấy heo đã thấy đồ chơi nó mừng dữ ông bà cô chú ơi. Đi vô. Vô Măng Dạ. Từ từ để mẹ trả tiền rồi mới được vô. Đi. Vô trả tiền. Bé heo ở dưới nhà bà ngoại á, đi qua chơi hay là đi đâu á thì phải qua hai phà. Mà đi ban ngày thì nắng mà người ta đâu có chơi. Người ta chơi buổi chiều tối nhưng mà tối thì phà người ta không có chạy á cô chú. Thành ra không có đi đâu chơi được hết. Cho nên sẵn lên đây rồi cái em chở hai đứa cháu của con nhỏ cháu em rồi sẵn bé heo nó lên cho đi chơi ông bà cô chú, tại vì nít mà nó thích đi chơi lâu lâu cho đi chơi một lần. Ở bên Trung Quốc á, thì lâu lâu tụi em cũng chở đi một lần, có xe nhà đó rồi chạy cái này tới rồi. Còn ở bên đây thì phải qua phà cô chú, đi đường nào cũng qua phà, tại vì nhà em cũng như là cái cồn gì đó, đi hướng này cũng qua phà, đi hướng kia thì qua phà, mà đi cái hướng gần thì qua hai phà, đi cái hướng xa thì qua một phà.
rồi cái không đi đâu được hết trơn ban đêm, thành ra rất là khó lòng luôn. Cho nên bữa nay lên đây dẫn tụi nhỏ đi chơi một hồi nữa, đi chơi xong rồi thì em sẽ dẫn cô chú anh chị đi tham quan chợ đêm Ô Môn với em qua màn ảnh nhỏ. Em đi qua Trung Quốc lấy chồng, gửi con cho mẹ giữ, rồi cái đau lòng lắm, ở bển khóc hoài à. Rồi cái về đây cái em thấy chị Sáu em đi qua Trung Quốc bên nhỏ mà lớn chơi, rồi cái bỏ nhỏ nhỏ nhà, sao em thấy em nhói nhói gì sao ấy, tội nghiệp thấy thương quá à. Không biết Di Tường nó có gì không, không có mẹ, có cha có mẹ thì cái gì cũng đỡ hết trơn á, không có cha có mẹ dễ tủi thân lắm, ở ai mà nói cái gì hay gì là khóc hoặc là tủi thân á cô chú. Không biết khi nào mà gia đình được ở chung một nơi nữa, lâu lâu về thăm con được vài tháng, còn mấy năm trời mới về thăm con được vài tháng chứ không phải mà được về hoài nữa cô chú. Mà về lần này rồi á, mai mốt á chắc lâu lắm 4-5 năm sau mới về nữa chứ không phải mà về hoài á. Cho nên em định về lần này á, rồi ở lại tới sinh nhật của con, rồi ăn sinh nhật với con 1 năm á cô chú. Nhưng mà không biết đợi tới đó được không, với lại em đợi thêm một ít giấy tờ của em chưa có công chứng xong. Làm xong hết giấy tờ thì em phải bay về Trung Quốc rồi cô chú. Hôm bữa giờ em nhận cũng được rất là nhiều bình luận ở trên YouTube á cô chú. Có nhiều cô chú nói là đi qua đây chơi thoải mái, rồi thằng đó nó dẫn đi bên Việt Nam á, theo vợ đi chơi không mà cha mẹ già làm ở bển, tội nghiệp ông bà này kia. Thiệt tình chứ em cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mà em cũng nhớ ông bà nội lắm. Em cũng muốn về bển luôn á cô chú. Em mong là giấy tờ làm cho nó dễ thuận tiện hơn, đặng sớm ngày đặng em đi về bên Trung á cô chú. Thật ra là cũng nhớ nhà, về nhà mình, ở đâu cũng không bằng ở nhà mình hết trơn á cô chú. Ê, má dạ, đi cái mã. Ở đây là công viên ở chợ Ô Môn nè cô chú, buổi tối đó, rất là đông luôn. Cái này là chợ đêm Ô Môn đó cô chú, bán đồ dữ lắm luôn, hai bên luôn. Nãy giờ mua được ít đồ cho ông ăn dạ. 35.000 mày vô mày vô. Bộ đồ này vô, cái làm mà được Dung dễ thương quá, vô tính mua này Dung. Này này dễ thương quá. Áo nào? Giờ đi ra đây uống nước. Giờ ghé ở đây uống nước nghỉ ngơi rồi đi về ông bà cô chú ơi. Mang dạ ngồi đi với cha kìa. Mới kêu ra cái cha con nó hút cái hết trơn luôn. Mang dạ uống vô, bố uống gì kêu đi con. Uống gì kêu đi. Làm ba cái đùi gà đấy chị. Rồi sao? Lấy một cây xúc xích không chị? Ta chiên rồi, ta chiên rồi đùi gà mới kêu rồi.
Hỏi lấy chung xích đâu nó ăn đùi gà chị ơi, kêu đùi gà ơi. Vô ngồi đây, dẫn em vô đó, ngồi đây vô. Tôm cuộn đó. Lấy cho con một cái nước sách không bán. Kêu là bà gì lấy cho con cái đùi gà rồi. Tao không xích nữa hả? Vô quán ngồi đi. Vô ngồi đây lúc vô rồi. Ngồi đi. Bánh bao chiên luôn kìa. Ghé đây cho tụi nhỏ nó ăn, mang gà thèm ăn đùi gà cô chú. Quán này ăn cũng được nè. Biết như thế nào. Nè. Bắt xe bự rồi. Mình đó công an giao thông kêu xe rồi. Ghéo đi ăn hủ tiếu gõ rồi cô chú ơi, cho mấy đứa nhỏ ăn đùi gà. Em bé đó kìa, em bé đi ngơ ngơ kiếm đùi gà kìa. Mang dạ nè. Nó. Mang dạ. Nè hủ tiếu gõ nè cô chú. Còn cái này là bún riêu. Cho em ăn bún riêu, em ăn hủ tiếu gõ. Hai vợ chồng cho cháu em cũng đứa bún riêu, đứa bún riêu hủ tiếu gõ. Hai cha con ăn xong rồi đó, ngồi về con bà cô chú ơi. Đi về nè con, đi về. Đi về. Giờ sáng chị em chuẩn bị người đi chợ. Chị ba đi chợ, em thì đi công chuyện đó cô chú. Nó thằng cháu đó. Mắt con dạ kìa cha, nó mắt con dạ kìa. Mắt dạ đi lên với cháu đi. Nó cháu đó kêu mang dạ tới bằng gì đó nha, dữ dằn thiệt chứ. Đi đi con, sáng chồng em chở em đi ăn sáng á cô chú, mà ghé vô tiệm phở mới chịu biết tiệm phở luôn, em cũng nể luôn. Em thì chậm uống Pepsi, phải uống Pepsi lắm. Em đủ cái chai này cái gì gạo lứt nè, sữa gạo lứt. Tiệm phở này rất là lâu năm mà nổi tiếng lắm á cô chú, này ở chợ Sang Trắng lớn ở thành phố Cần Thơ nha cô chú. Này là gần Ô Môn. Đồ ăn nha cô chú ơi. Nè. Vậy đây nè cô chú, tôi phở vậy nè. Chồng em là mê phở lắm. Chuyên nghiệp lắm mà nghe, lao rồi đó. Lao Phan Sa bên Văn Mỹ Ven là. Cảm ơn. Chị chào mà. Chị chào đây hào xin nè. Chồng em chuyên nghiệp lắm nghe chú, lật từ cọng rau luôn đó. Là cắt chia là chuyên nghiệp. Biết ăn rau mùa ôm nữa. Nè Phan quá tôi hơi thòi xì.
ăn chút kia tại mắc mệt không mà cô chú. Nè uống này với mẹ nè, ngon nè. Chồng em chia không ngon, chia không ngon mà ăn cạn tàu gáo máng rồi. Ê ui. Thử mẩy đi. Chia không ngon mà vậy đó. Nó chia không ngon. Mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình em nha. Mời ông bà cô chú ơi sao anh? Bà chú ơi. Đói dữ rồi, nhào vô ăn luôn rồi. Ai muốn ăn cơm mà ăn. Bà cô chú ăn cơm với gia đình của chị ba, bà cô chú ơi. Ừ. Ăn cơm với canh chua cá điêu hồng á cha. Chị ba kho, chị ba kho ngon, mẹ người ta mẹ kho ngon ăn mới giữ, bà chị ba đó đúng không? Qua giờ không ăn mỡ, không ăn thịt đó, mẹ dưới là ăn mỡ húp gột luôn đó. Không, ba có kho thịt này, cái mỡ ăn không biết. Cái ngon thịt đó ở đây sao? Ba thấy ngon mà. Ngon quá trời. Sao vậy? Trời ơi, ăn giờ này nhìn thịt không dám ăn, hỏi sao vậy? Ăn mà cái bao tử chịu không nổi. Bao tử khó chịu. Dạ. Cái bao tử khó chịu, ăn mỡ bao tử khó chịu, ăn thịt nhiều. Tôi thấy khó chịu lúc nào cũng ăn mới bao tử khó chịu, không hiểu nổi. Sáng tới giờ là đi, sáng tới giờ là sưng. Tháo ra sao? Mới tháo nè rồi đi lắc đi tắm rồi ghé ông thầy chứ. Thành con thì mình ăn không ngon gì trời. Ừ. Anh Nam ăn thấy ngon mà. Giờ nó làm khéo rồi, cái gì nó chưa không ngon chưa đó. Ừ. Phải, tôi ăn cái cục thịt đó, cục quả hôm qua tôi ăn tôi thấy tôi ngán. Cũng béo rồi thôi chứ. Thôi hai trái dừa đó mà nó còn chê nữa. Dừa thôi còn xíu nữa. Ở đây xíu không như không dừa mà ta có hai trái dừa. Nó ở đây bún mà ăn cái bún này là nó mặn hay luôn. Ta sợ hư. Ta sợ hư. Người ta bỏ muối vô đừng cho nó hư. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi video tiếp theo. À, cha bé heo mua xe cho con trai của em, cô chú. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye và hẹn gặp lại video sau.